Chào mừng các em đến với kênh Khởi Liêm trong bài giảng hôm nay. Thầy xứng dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 5 sức cánh diều. Trong lúc xem bài giảng, Khởi Liêm đang cam khách giới hiệu các em sẽ ủng hộ và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 28 nhân một số học phân với 10, 100, 1000 trên 6970. Giờ câu số 1 tính nhẩm câu A 3,87 nhân 10, một số học phân nhân cho 10, các em dịch chuyển dấu phẩy sang phẩy một chữ số. Như vậy là sẽ là 38,7. À, 49,8 nhân cho 10. Giờ số này nhân cho 10, các em dịch chuyển dấu phẩy sang phải một chữ số, dấu phẩy nằm cố thì bỏ luôn. Có nghĩa là 498. Tiếp theo là 261,9 nhân cho 10. Số này nhân cho 10, các em cũng dịch chuyển dấu phẩy sang phải một chữ số, dấu phẩy nằm cố thì bỏ luôn. Có nghĩa là 2619. Có nghĩa là 2619. Tiếp theo mình sẽ làm câu B. Giờ một số học phân nhân cho 100, các em dịch chuyển dấu phẩy sang phải hai chữ số, dấu phẩy nằm đây. Có nghĩa là 685,4. chín nhân cho 100, một số học phân nhân 100, các em dịch chuyển dấu phẩy sang phải hai chữ số, dấu phẩy nằm cuối thì bỏ luôn. Có nghĩa là 1509. Có nghĩa là 1509. Tương tự số này nhân cho 100, các em dịch chuyển dấu phẩy sang phải hai chữ số, dấu phẩy nằm đây, có nghĩa là 9,7. Tiếp theo mình sẽ làm câu C. Giờ số học phân nhân 1000, các em dịch chuyển dấu phẩy sang phải ba chữ số, dấu phẩy nằm đây, có nghĩa là 386,5. Tiếp theo là số này nhân 1000, các em cũng dịch chuyển dấu phẩy sang phải ba chữ số, dấu phẩy nằm cuối thì bỏ luôn. Có nghĩa là 6794. Có nghĩa là 6794. Tương tự số này nhân 1000, các em cũng dịch chuyển dấu phẩy sang phải ba chữ số, dấu phẩy nằm cuối thì bỏ luôn. Có nghĩa là 15961. Tiếp theo là câu D 6,21 nhân 1000. Giờ một số phân nhân 1000, các em dịch chuyển dấu phẩy sang phải ba chữ số, ở đây có hai kem kim số 0 nữa. Có nghĩa là 621 kem kim số 0 nữa, đúng này. Thì dấu phẩy nằm cuối thì kem bỏ luôn, có nghĩa là 6210. Tương tự 1,8 nhân 1000. Thì các em dịch chuyển dấu phẩy sang phải ba chữ số, ở đây có một chữ số kem kim hai số 0 nữa. Có nghĩa là 1800, đúng không? Dấu phẩy đang ở đây, dịch chuyển sang phải ba chữ số thì nằm cuối thì bỏ luôn, có nghĩa là 1800. Tương tự 0,5 nhân cho 1000, thì Ken cũng dịch chuyển dấu phẩy sang phải ba chữ số, ở đây có một chữ số thì Ken thêm hai số 0 nữa, thì dấu phẩy sẽ nằm cuối thì Ken bỏ luôn, có nghĩa là 500. Như là mình xong câu số 1 nha. Câu số 1 Ken hiểu bài, Ken xong kết video thì Ken hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 2, mình sẽ điền số vào trong. Câu A một con ruồi giấm dài 0,25 cm, một con chuồn chuồn có chiều dài gấp 10 lần chiều dài con ruồi giấm. Như là con chuồn chuồn đó dài khoảng bao nhiêu cm? Mình sẽ quan sát hình, như là người ta nói là con ruồi giấm này dài là 0,35 cm. Một con chuồn chuồn dài gấp 10 lần chiều dài con ruồi giấm, có nghĩa mình lấy số này nhân cho 10. 0,35 nhân cho 10, một số phân nhân cho 10, các em dịch chuyển dấu phẩy sang phải một chữ số, dấu phẩy nằm giữa, có nghĩa là 3,5. Chỗ này các em điền là 3,5 cm. Tiếp theo mình sẽ làm câu B. Một con bọ rùa dài 7,62 mm, hình ảnh phóng to của con bọ rùa dài gấp 100 lần chiều dài cực của nó. Như là hình ảnh phóng to con bọ rùa dài bao nhiêu mm? Như là đề bài nói là một con bọ rùa dài 7,62 mm,
Hình ảnh phóng to gấp 100 lần thì kem lấy số này nhân 100. Được này. Một số hợp phân nhân 100, kem dịch chuyển dấu phẩy sang phẩy hai chữ số, dấu phẩy nằm cố thì bỏ luôn, có nghĩa là 762 mm. Được này. Giờ như là mình xong câu số 2 nha. Câu số 2 kem hiệu bà. Kem sau bấm hết video thì biết kem hiệu bà. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 3, viết số hết hợp vào chữ chấm theo mẫu, mình quan sát mẫu. Giờ mình sẽ quan sát 0,341. Bên đây sẽ là 34,1. Có nghĩa là dịch chuyển dấu phẩy sang phẩy hai chữ số. Đúng này. Số này dịch chuyển dấu phẩy sang phẩy hai chữ số thì được số này. Tương tự số này cũng vậy, 0,009 dịch chuyển dấu phẩy sang phẩy hai chữ số nằm đây, có nghĩa là 0,9. 5,66 kem cũng dịch chuyển dấu phẩy sang phẩy hai chữ số thì dấu phẩy nằm đây, có nghĩa nằm cuối thì kem bỏ luôn, có nghĩa là 566. Giờ tương tự 21,5 thì kem dịch chuyển dấu phẩy sang phẩy hai chữ số, ở đây có một thì kem thêm số 0 nữa, có nghĩa là 2150, có nghĩa là 2150. Đúng này. Giờ như là mình xong câu số 3 nha. Câu số 3 kem hiệu bài, cái xong hết video phải kem hiệu bài. Giờ tiếp theo có nghĩa là số này kem nhân 100 sẽ ra số này. Số này kem nhân 100 sẽ ra số này. Đúng này. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 4. Một đội công nhân lắp đặt sàn mới cho một hội trường hết 1.000 viên gạch hình vuông. Mỗi viên gạch có diện tích là 0,36 mét vuông, tính diện tích mặt sàn hội trường đó. Như đề bài nói là một đội công nhân lắp đặt mặt sàn mới cho một hội trường hết 1.000 viên gạch hình vuông, mỗi viên có diện tích là 0,36 mét vuông. Bây giờ mình cần tính diện tích mặt sàn hội trường đó thì kem lấy số này nhân cho 1.000 thôi. Đúng không? Như vậy câu số 4 kem trả lời sai. Các em bỏ chữ tính đi, các em trả lời là diện tích mặt sàn hội trường đó là. Như vậy là diện tích mặt sàn hội trường đó là các em lấy 0,36 nhân cho 1.000. Một số hợp phân nhân cho 1.000, các em dịch chuyển dấu phẩy sang phẩy ba chữ số, dấu phẩy chỗ này có hai chữ số, các em thêm số 0. Đúng này. Như vậy dấu phẩy đang nằm đây, dịch chuyển sang phẩy ba chữ số thì nằm cố thì bỏ luôn, có nghĩa 360 mét vuông nha. Ở đây là mét vuông thì xuống đây cũng là mét vuông. Như đáp số sẽ là giờ như là mình xong câu số 4 nha. Câu số 4 kem hiệu bài, kem sau bấm hết video phải biết kem hiệu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu số 5, người ta chở đến một bếp ăn bán chố 10 hộp cà chua và 10 hộp dưa chuột. Mỗi hộp cà chua cân nặng là 4,5 kg, mỗi hộp dưa chuột cân nặng là 12,5 kg. Họ biết ăn bán chú đó nhận được bao nhiêu kg cà chua và dưa chuột nha. Như đề bài nói là người ta chở đến một bếp ăn bán chú 10 hộp cà chua, mỗi hộp cà chua là 4,5 kg. Như chưa hết mà sẽ tính xem bếp ăn bán chú đó nhận số kg cà chua là bao nhiêu bằng cách lấy 4,5 nhân cho 10 hộp. Đúng này. Như lời giải thứ nhất sẽ là bếp ăn bán chú. Đó đã nhẹ. Số kg cà chua là
Như vậy bếp ăn bán chú đó đã nhận 6 kg cà chua, các em lấy 4,5 cho 10. Một số hợp phân nhân cho 10, các em dịch chuyển dấu phẩy sang phải một chữ số, dấu phẩy nằm cố thì bỏ luôn, có nghĩa là 45 kg. Giờ tiếp theo là 10 hộp dưa chuột, mỗi hộp là 12,5. Như vậy mình sẽ tính xem bếp ăn bán chú đó nhận được 6 kg dưa chuột này, đúng này, bằng cách lấy số này nhân cho 10 luôn. 6 kg dưa chuột. Giờ bếp ăn bán chú đó đã nhận 6 kg dưa chuột là mình lấy 12,5 nhân cho 10. Một số hợp phân nhân cho 10, các em lấy mình sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang phải một chữ số, dấu phẩy nằm cuối thì bỏ luôn, có nghĩa là 125 kg. Giờ bây giờ người ta hỏi cái gì, các em trả lời cái này. Như các em bỏ chữ họ đi, các em trả lời là bếp ăn bán chú đó đã nhận được 6 kg cà chua và dưa chuột này. Cà chua và dưa chuột này. Giờ bếp ăn bán chú đó đã nhận được 6 kg cà chua và dưa chuột là kem, lấy hai số này cộng lại. Giờ mình sẽ tính nhẩm luôn, mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 5 cộng 5 là 10, viết 0 với 1. Hàng chục 4 cộng 2 là 6, viết 1 với là 7. Hàng trăm viết lại, có nghĩa là 170 kg. Đáp sớm sẽ là trăm 70 kg. Giờ như là mình xong câu số 5 nha. Câu số 5 kem hiệu bài, kem xong hết video hẹp kem hiệu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu không, khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em này chưa đăng ký kênh thầy Liêm, các em sau đó đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất thầy Liêm. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.